Trung tâm Hiền Miêu xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì bên em Miêu đang thực hiện giới thiệu một cái combo karaoke mức giá đầu tư ngoài 30 triệu đồng. Với combo này thì bên em Miêu đang sử dụng một cặp loa CF của Anh sở hữu bass 30 một kèn. Đôi loa này thì anh em có thể vừa nghe nhạc và sử dụng cho karaoke thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Và một con súp của hãng DBL Tech, một hệ thống dàn máy gồm có đẩy công suất, vang số, máy nâng tiếng và một bộ micro không dây. Thì với combo này thì bên em thì mình sẽ test để gửi cho ông anh và đi lắp đặt tận Vũ Thư Thái Bình cho anh Quyết. Thì một nữa cảm ơn anh Quyết đã ủng hộ bên em Miu và để lưu lại kỷ niệm cũng như nhớ ngày bảo hành thì bên em Miu cũng xin phép test một đoạn video để kính mời quý khán giả và anh em thẩm âm nghe về chất nhạc của combo này. Với cặp loa CF này thì sở hữu của nó bass 30 từ 19 họng 76 và tép kèn côn 44, sở hữu một hệ thống phân tần rối cực chất luôn. Đây là một trong những phân khúc loa bass 30 ở thể khung giá hơn 10 triệu nhưng mà bao chất và bao hay cho anh em, và bao độ bền cao và hình thức tương đối bắt mắt. Và đặc biệt là hệ thống này bên em yêu sử dụng âm thanh số rồi nên anh em chơi và nghe nhạc cực kỳ chuyên nghiệp và chất luôn. Mức giá đầu tư chỉ hơn 30 triệu và đầy đủ cả súp cả full anh em nhé. Còn nữa thì bên em yêu sẽ phép test chất nhạc để mời anh em thẩm âm về độ ngọt ngào chi tiết của cặp loa CF 12 cộng này. Mời anh em thẩm âm một ca khúc được mang tên em gái, thư tình em gái. Mời anh em thẩm âm. Còn phần hát karaoke thì bên em như sẽ để test tại nhà khách hàng luôn. Chất luôn, đẳng cấp luôn, một bộ combo hơn 30 triệu. Anh em lựa chọn đúng trung tâm mua thì tuyệt vời luôn. Phối ghép chuẩn hay. Cho thêm tiếng súp và nó quẹt. Dày bịch luôn. Từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh. Bên rừng bên suối bên hồ Đô Thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như ấy, đầu tư những bộ trên 30 triệu thì hoặc là trên dưới 30 triệu đầu tư những đôi ao giang tử lên vào nhà này cực hay luôn. Mở đấy nào mà đâu. CF này thì bên em yêu thực hiện bán rất nhiều rồi. Và những trung tâm bán hàng bãi uy tín này cũng bán dòng này rất nhiều. Tiếng mic nó hay lắm. Đặc biệt tiếng nhạc, tiếng nhạc của nó, tiếng thép của nó rất sạch. Bác nào chơi đỉnh cao thì chơi CV 4012 này.